Hầu hết tuổi nghề của những nghệ nhân gốm này đều được tính từ hàng chục năm trở lên. Và cùng với số tuổi nghề, họ đã và tiếp tục sẽ mang những câu chuyện về gốm riêng của mình vào mỗi tác phẩm làm ra. Nghề làm gốm ở Biên Hòa Đồng Nai, với những sản phẩm đã được định danh thương hiệu từ lâu đời trong dòng chảy phát triển của cư dân, khu vực dọc theo sông Đồng Nai hiện nay còn lưu lại nhiều dấu tích của làng nghề thủ công truyền thống này. Do đó, việc xây dựng bảo tàng gốm Biên Hòa là điều vô cùng cần thiết. Và trong thời gian tới, việc nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, trong đó có một số ngành nghề thủ công truyền thống sẽ được tôn tạo và phát triển lớn hơn. Trong kho tàng lịch sử văn hóa, kinh tế xã hội của địa phương, nghề gốm được xem là một trong những báu vật cần được gìn giữ và bảo tồn, nhằm phát huy và lan tỏa các giá trị độc đáo của di sản. Một trong những cách thức có thể tôn vinh và nâng tầm giá trị sử dụng, giá trị biểu tượng của gốm Đồng Nai là việc tích hợp khai thác các giá trị của nghề gốm gắn liền với thực hành du lịch. Gốm Biên Hòa là dòng gốm cổ, có tuổi đời hơn 100 năm với lối khắc chìm đặc trưng và màu men độc lạ từ thiên nhiên không loại gốm nào có. Gần đây, giới chơi đồ cổ đã bắt đầu tìm hiểu và yêu chuộng dòng gốm này. Gốm Biên Hòa hiện nay là dòng gốm được phục dựng theo các nguyên tắc và quy cách cổ, chứ không phải là gốm cổ, nhưng vẫn được giới mộ điệu ưu ái săn lùng. Đó là do giá trị đặc biệt mà dòng gốm này sở hữu. Tôi nghĩ là để có được dòng gốm Biên Hòa như hôm nay là trải qua cả một quá trình hàng trăm năm của cái hoạt động trí tuệ và của nhiều tầng lớp. Nó xứng đáng để phản ánh được cái triết học và kể cả phong cách văn hóa dân gian của vùng đất Biên Hòa Đồng Nai, một cái tiền đồn của cái văn hiến phương Nam này. Và tôi nghĩ để dòng gốm Biên Hòa có thể đi sâu hơn vào trong tâm thức của cộng đồng và đồng thời có thể mở rộng thị trường, thì điều đầu tiên là chúng ta xác định được cái hệ giá trị triết học của nó trước. Vì vậy nó sẽ phải có một cái chuỗi của một số những cái dấu hiệu để nhận diện thương hiệu, từ màu sắc, hoa văn, kết cấu, hình dáng của gốm gắn liền với hệ thống triết học mà chúng ta đã xác định và xây dựng thành các slogan và đưa vào các chương trình quảng bá về du lịch, về văn hóa. Nhưng mà Biên Hòa có một cái lợi thế, đó là cái vùng đất mà được xem như địa đầu của cái văn hiến phương Nam nhà mình. Tại bắt đầu từ Biên Hòa, Đồng Nai mới phát triển dần ra Gia Định, rồi là Bình Dương và đồng bằng sông Cửu Long. Vì vậy là phát triển gốm và cái phong cách gốm như văn hóa gốm nó phải chảy chung cái dòng chảy của cái văn hiến phương Nam của Biên Hòa, Đồng Nai. Có thể nói, thông qua hoạt động của những mô hình dịch vụ về gốm, có thể thấy tiềm năng có thể tập trung đưa ra gợi mở phát huy ngành nghề truyền thống này. Bởi không chỉ hình thành một nét đặc trưng riêng làm nên vùng kinh tế du lịch, mà còn góp phần giải quyết vấn đề lao động tại địa phương. Gốm sứ Biên Hòa không chỉ bao gồm những di sản vật thể như đồ gia dụng, sản phẩm mỹ nghệ với kỹ thuật chế tác, nghệ thuật trang trí đặc trưng, mà còn là những di sản phi vật thể vô cùng phong phú như phản ánh lịch sử văn hóa đời sống hàng ngày, thể hiện lao động chuyên cần, sự khéo léo và vẻ đẹp tâm hồn của người dân, cũng như kết tinh những giá trị tinh thần của quê hương dân tộc. Gốm Biên Hòa Đồng Nai là thương hiệu gốm Việt duy nhất được định danh trên trường quốc tế. Với chất liệu men đặc trưng, men xanh đồng trổ bông, các chuyên gia cho rằng gốm Biên Hòa hoàn toàn có nhiều cơ hội phát triển hơn nữa nếu được quan tâm chú trọng, định vị mới cho di sản văn hóa này.
gốm là một trong những cái chất liệu cực kỳ giá trị cho cái việc phát triển các cái loại hình sản phẩm du lịch, đặc biệt là du lịch văn hóa. Gốm, khi nói tới gốm thì nó rất là thân thiện với đời sống của mỗi người dân chúng ta. Và đối với lại cái cuộc sống thường nhật hàng ngày thì cái giá trị của gốm nó đi vào trong rất là nhiều các cái hoạt động. Tôi đơn cử như là khi mà mình nói tới gốm thì mình chỉ chú trọng về mặt, không những chỉ chú trọng về mặt giá trị vật chất, mà đằng sau cái câu chuyện của gốm thể hiện trên các bình gốm đó là các yếu tố về mặt lịch sử và văn hóa. Nhưng mà đồng thời thì nó thể hiện rất là rõ là cái sự thích nghi với cái sự thích nghi của người dân trong cái bối cảnh người ta sinh kế, diễn ra các hoạt động sinh kế thường ngày của người ta. Chính vì vậy cho nên là chúng ta thấy là cái du lịch văn hóa gắn liền với gốm là một trong những cái loại hình mà tôi có thể nói được rằng nó sẽ thu hút được cái sự quan tâm của rất nhiều các dòng du khách trong và ngoài nước. Khi nói đến gốm Biên Hòa thì chúng ta thấy nó gắn liền với chỉ dẫn địa lý, và gốm Biên Hòa nó đã đi vào trong lịch sử, nó đi vào trong các cái công trình nghiên cứu, và nó đã có một cái giá trị, nó đã thể hiện cái giá trị rất là đặc biệt rồi. Nhịp sống hiện đại vẫn có không ít người trẻ dành trọn tình yêu cho những thứ xưa cũ, như mong tìm thấy các giá trị văn hóa của năm tháng đó. Sưu tầm, lưu giữ và tìm hiểu, thậm chí kinh doanh sản phẩm gốm xưa chính là một trong những lựa chọn của nhiều người yêu chuộng sự hoài niệm. Thực tế, có rất nhiều người đã trót yêu những nét đẹp bình dị của các loại gốm xứ cổ. Họ tìm kiếm và sưu tầm những loại đồ gốm có tuổi đời cả trăm năm để thỏa niềm đam mê. Với tâm huyết muốn làm sống lại dòng gốm cổ Biên Hòa, một dòng gốm của vùng đất Nam Bộ xưa đã gần như biến mất khỏi thị trường trong suốt những năm qua. Mình muốn nhiều người biết đến và họ cảm nhận được cái giá trị của gốm Biên Hòa. Vì gốm Biên Hòa là một dòng gốm cao cấp so với thị trường. Thì nó cao cấp là gì? Tại vì là những cái công trình của ngày trước người ta đã được sử dụng trong những công trình đó, vì không thể nói là nó một dòng gốm mà nó bình thường, nó được trưng bày trong những như Dinh Độc Lập chẳng hạn, thì nó không thể là một dòng gốm mà nó ở mức độ thấp thì người ta đưa vào đâu. Tại vì Dinh Độc Lập là một kiến trúc hiện đại, chứ nó không phải là một kiến trúc mà nó kiểu cổ điển. Đặc biệt là những công trình của Pháp chẳng hạn thì nó đều trang trí bằng gốm Biên Hòa. Thì mình thấy là cái gốm Biên Hòa nó bị mai một. Nó mai một ở chỗ là vì ít người làm và nghệ nhân cũng chuyển nghề. Họ cũng không làm với lại cái nghề gốm. Vì thứ nhất là cái lương người ta lúc đó, người ta họ không còn để đủ để sống. Tôi thấy như vậy nên tôi mới bắt đầu làm. Thì cũng quy tụ được rất là nhiều nghệ nhân cùng làm. Với khát vọng phục dựng và phát triển, nghề gốm thủ công mỹ nghệ Biên Hòa được hòa chung dòng chảy lịch sử cùng các dòng gốm Việt khác. Quá trình gốm được làm ra mang linh hồn Việt, mang quá khứ đến gần hơn với hiện tại, mong muốn phục dựng và làm mới các mẫu gốm thủ công Biên Hòa xưa. Với tình yêu lớn dành cho dòng gốm cổ, vẫn còn rất nhiều người nặng lòng với gốm mỹ nghệ Biên Hòa đã và đang nỗ lực làm sống lại dòng gốm Biên Hòa nổi tiếng đang dần mai một. Họ có cùng mong muốn xây dựng một quy trình xây dựng thương hiệu gốm Biên Hòa mang linh hồn Việt. Với một cái ý tưởng là hình thành một cái làng nghề gốm Biên Hòa với một cái mục đích là bảo tồn và phát huy cái nghề gốm vốn đã có ở đây từ lâu đời, thì theo tôi đấy là một cái ý tưởng rất là hay. Tuy nhiên thì cái cách thức để hình thành một cái làng gốm đó như thế nào thì sẽ cần rất là nhiều bên liên quan cùng tham gia để không những là cái nghề gốm được bảo tồn một cách có mục đích, có giá trị để cho các cái công chúng đương đại họ có thể hiểu được cái giá trị của nghề gốm từ trong một cái dòng chảy từ quá khứ đến hiện tại, mà hơn nữa là phải hình dung, mường tượng được nó ra về cái hướng phát triển trong tương lai như thế nào. Và với tâm huyết và tình yêu với gốm bằng lối đi riêng biệt, hy vọng gốm Biên Hòa sẽ tiếp tục được lưu truyền để trở thành dòng gốm không thể tìm thấy ở bất kỳ một loại gốm nào khác. Thế đấy, nét đẹp bình dị của quê hương vươn lên từ dáng hình của gốm đã làm say lòng bao thế hệ. Bảo tồn và phát huy giá trị gốm là nương theo mạch ngầm của dòng chảy văn hóa. Mà ở đây, những người luôn nặng lòng với gốm sẽ giữ vai trò kết nối sợi dây vô hình giữa quá khứ và hiện tại.
không chỉ bó hẹp ở phạm vi nghề thủ công của một địa bàn cụ thể nhất định nào đó, mà gốm Biên Hòa còn mang ý nghĩa một trong những biểu tượng của thành phố Biên Hòa, kết tinh hào khí Đồng Nai, tâm hồn văn hóa phương Nam. Vì vậy, bên cạnh việc gìn giữ lan tỏa giá trị văn hóa, thì việc tìm kiếm giá trị mới cho gốm mỹ nghệ Biên Hòa cũng là điều vô cùng cần thiết. Chúng ta hướng đến một cái mục đích là bảo tồn và phát huy các cái giá trị của nghề gốm đó. Thì theo tôi thì có lẽ là chúng ta không nên khuôn gọn vào một cái mô hình của một ngôi làng hay là một cái làng nghề nào đó, mà cứ để cái giá trị của nghề gốm tự nhiên nó sẽ phát huy, nó sẽ lan tỏa cái giá trị của nó ra với công chúng, ra với thị trường, nếu như chúng ta xem nó là một cái sản phẩm thương mại, ra với thị trường trong và ngoài nước. Và thứ hai nữa, ngày nay có một cái cách phát huy và mang lại cái giá trị về mặt bảo tồn, đấy là chúng ta xem cái nghề, xem sản phẩm gốm và nghề gốm như là một cái sản phẩm của công nghiệp văn hóa, và chúng ta hãy biến cái mà chúng ta gọi là làng nghề gốm mà chúng ta mong muốn hình thành thành một đô thị sáng tạo, hoặc là một cái mô hình sáng tạo văn hóa nào đó, một cái mô hình mà trên thế giới đã rất là thành công hiện nay, để thu hút giới trẻ, thu hút bạn bè thế giới đến với cái đô thị sáng tạo đó, và biến Biên Hòa của chúng ta thành một cái nơi trong cái ngôn ngữ du lịch là một cái thành phố đáng đến, một cái thành phố đáng sống, và là một cái điểm đến phải đến trên cái lộ trình tham quan du lịch tại Việt Nam. Trên tinh thần đó, cần phát huy di sản gốm sứ Biên Hòa gắn bó với công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo, theo định hướng phát triển đô thị bền vững. Trong đó, để tìm ý tưởng phát triển du lịch Biên Hòa dựa trên di sản văn hóa gốm sứ, hướng tới xây dựng thành phố gốm sứ, thành phố sáng tạo, cần thiết dựa trên lý thuyết về công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo, gắn với văn hóa đại chúng. Tôi kỳ vọng là có thể chúng ta sẽ có một cái lễ hội mang tầm quốc gia, đó là lời của gốm hay là tinh hoa gốm Việt. Chúng ta lấy cái vùng đất của Biên Hòa và nó sẽ là một trong những cái nơi hội tụ để mà chúng ta quảng bá về cái sản phẩm du lịch gốm nói chung và cái vùng đất văn hóa của Đồng Nai nói riêng trong cái việc phát triển du lịch tại Việt Nam hiện nay. Với mong muốn gốm sống lại và gắn kết phát triển du lịch, thời gian gần đây, gốm Biên Hòa Đồng Nai đang được địa phương chú trọng bằng việc tổ chức nhiều sự kiện giới thiệu, trưng bày và triển lãm quảng bá. Kỳ vọng rằng trong tương lai không xa, gốm Biên Hòa Đồng Nai sẽ được phục hồi và phát triển. Trên tinh thần đó, cần phát huy di sản gốm sứ Biên Hòa gắn bó với công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo theo định hướng phát triển đô thị bền vững. Trong đó không ngừng tiếp tục tìm ý tưởng phát triển du lịch Biên Hòa dựa trên di sản văn hóa gốm sứ, hướng tới xây dựng thành phố gốm sứ, thành phố sáng tạo.